Sức khỏe của bạn là sức mạnh của chúng tôi. 8 hoạt động cần thiết tại nhà để phòng bệnh. Gần đây, mọi người đang ngày càng lo lắng bởi diễn biến thất thường của virus corona, hay còn gọi là COVID-19, bệnh do virus corona 2019 gây ra. Dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra các triệu chứng sốt, ho, viêm phổi cấp, suy hô hấp cấp, thậm chí tử vong. Đến nay vẫn đang gây căng thẳng trên toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi mọi người đừng đánh giá thấp căn bệnh này và phải luôn có biện pháp phòng ngừa cho bản thân. Video này siêu thị Gasshop sẽ nói về 8 hoạt động cần thiết tại nhà để phòng ngừa và tránh sự lây lan của virus corona cho bản thân và gia đình. Một, rửa tay bằng xà phòng và nước tối thiểu 20 giây hoặc dung dịch sát trùng tay chứa ít nhất 60% cồn vào các thời điểm. Sau khi ho hắt hơi, tháo khẩu trang, chăm sóc người bệnh, tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người bệnh hoặc người nghi nhiễm bệnh, trước, trong và sau khi nấu ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi tiếp xúc với chất thải của động vật. Thứ hai, vệ sinh, khử trùng, giữ thông thoáng cho nơi ở, nơi làm việc, đặc biệt là phòng ngủ. Thứ ba, uống 1 ly nước chanh ấm với muối vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Thứ tư, súc miệng, họng bằng nước muối sinh lý vào các thời điểm sáng sau khi ngủ dậy, tối trước khi đi ngủ, sau khi ra ngoài. Thứ năm, xông mặt bằng chanh xả 10 phút sau khi đi ra ngoài. Thứ sáu, tập thể dục hàng ngày vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều 30 đến 60 phút. Đặc biệt các bài tập tăng thông khí phổi như yoga, khí công, cardio, các bài tập thở, v.v. Thứ 7, thiền tĩnh tâm, thiền buông thư 15 đến 20 phút mỗi ngày. Thứ 8, chủ động theo dõi sức khỏe của bản thân và gia đình hàng ngày. Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. COVID-19 lây truyền chủ yếu từ người sang người. Phòng chống bệnh COVID-19 là trách nhiệm chung của mỗi chúng ta.